Diễn viên Nguyệt Ánh thời gian gần đây đang khiến netizen xôn xao khi liên tục rao tin bán loạt tài sản tiền tỷ. Nhà cửa đất đai được cô đăng tải để ra đi sạch. Ai cũng ngơ ngác sốc nặng trước khối tài sản khủng của nữ diễn viên. Thời gian gần đây trên trang cá nhân, diễn viên Nguyệt Ánh thường đăng tải thông tin rao bán nhiều tài sản như đất đai, nhà cửa có giá từ vài tỷ đến cả chục tỷ đồng. Khán giả và bạn bè đồng nghiệp đều bất ngờ dưới khối tài sản của nữ diễn viên cổng mặt trời, có người còn thốt lên, đại gia bất động sản đây rồi. Bên cạnh đó cũng có không ít bình luận tò mò về lý do Nguyệt Ánh đăng bán nhiều tài sản giá trị chỉ trong thời gian ngắn. Hiện sao phim Cổng Mặt Trời chỉ tiết lộ do không có thời gian đi lại trông coi nên muốn bán mảnh đất ở Vũng Tàu. Thời gian gần đây nữ diễn viên có dịp hội tụ cùng dàn diễn viên từng đóng chung phim Cổng Mặt Trời. Cụ thể nữ diễn viên Kylie chụp cùng Nguyệt Ánh, Tú Vi kèm theo ghi chú một buổi tối cười lộn ruột với các anh em gia đình Cổng Mặt Trời tại quán bún bò Huế. Cái hội này mà họp mặt thì thôi, bành cái quán bún bò của bà Nguyệt Ánh. Trong ảnh Nguyệt Ánh nép phía sau Kylie che đi vòng hai, càng khiến nhiều người đồn đoán nữ diễn viên đang mang bầu bé thứ hai. 7 năm trước khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nữ diễn viên quyết định kết hôn với chồng Ấn Độ và dần dần không còn hoạt động nghệ thuật rầm rộ như trước. Hiện tại Nguyệt Ánh dành nhiều thời gian cho công việc kinh doanh quán ăn. Cô đang là bà chủ của quán bún bò và được nhiều người ủng hộ. Nguyệt Ánh cho biết chồng là người trầm tính, yêu thiên nhiên và động vật. Ông xã luôn tôn trọng và ủng hộ cô trong sự nghiệp. Cả hai không giấu giếm nhau điều gì và có thể nói chuyện cả ngày không chán. Chúng tôi không can thiệp nhiều vào chuyện cá nhân của nhau. Đây là điều tôi và ông xã thống nhất từ khi mới quen và kết hôn. Có lẽ chính như thế mới có sự bền lâu được, cô tiết lộ. Sau Cổng Mặt Trời cho biết hai vợ chồng lập quỹ chung, số tiền này dùng để trả tiền sinh hoạt, học phí của con hàng tháng. Họ không dùng hết tiền cho một người giữ để tránh phụ thuộc vào nhau. Hiện con trai của nữ diễn viên học trường quốc tế có thể nói ba thứ tiếng Anh, Ấn, Việt. Có một thời gian Nguyệt Ánh và chồng dính tin đồn trục trặc hôn nhân vì cô ít đăng ảnh chồng. Nữ diễn viên đáp trả rằng hiện tại không quan tâm đến những lời đồn đoán, dành thời gian để chăm sóc gia đình và cho công việc. Hai vợ chồng đều cài định vị trong điện thoại nhưng hiếm khi xem vì hoàn toàn tin tưởng nhau. Nguyệt Ánh sinh năm 1984, nổi tiếng qua các phim Hàng Mặt Tử, Miền Đất Phúc, Cổng Mặt Trời. Năm 18 tuổi, cô theo người dì đi casting phim Dốc Tình, được đạo diễn Lưu Trọng Ninh chú ý và giao vai Vân. Nữ diễn viên ghi điểm bởi nét đẹp nhẹ nhàng, nữ tính và khả năng diễn xuất ấn tượng. Nguyệt Ánh thường được giao đảm nhận những vai nữ chính tốt bụng, xinh đẹp, gặp nhiều trắc trở trong cuộc sống. Diễn viên phim Miền Đất Phúc thừa nhận môi trường nghệ thuật là nơi có nhiều khó khăn cám dỗ. Song cô cũng khẳng định, sau hơn 2 thập kỷ theo đuổi nghệ thuật, mình được nhiều thứ và hoàn toàn không mất mát gì. Hầu hết các vai diễn của tôi đều là những vai mong manh dễ vỡ, nhu mì hiền thục. Các vai diễn tôi đóng chưa bao giờ có cảnh nóng. Cũng có một phim có cảnh hôn nhau, song cũng có kỹ xảo chứ không quá nóng bỏng, Nguyệt Ánh chia sẻ. Hiện Nguyệt Ánh đang tham gia đóng 7 năm chưa cưới sẽ chia tay, đảm nhận vai mẹ kế Hồng Hoa. Với kinh nghiệm và tài năng của một diễn viên gạo cội, cô thể hiện thành công nhân vật mưu mô, áp đặt cuộc sống của con cái, nhận được lời khen của khán giả.